Sắp Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt giới thiệu cho anh em mấy cái sản phẩm của Dreamway anh em ha. Thì đầu tiên đây là có một cái bộ ghi đông cùng của Way Thái 110 nha anh em, nguyên bộ luôn. Đó, thì nói chung là còn rất là ok nè, cùng nè, đỏ tươi ha, đẹp, đen thui luôn. Thì bộ cùng này là Đạt bán cho anh em giá là nguyên bộ ghi đông cùng luôn là chỉ có là 900.000 thôi. Đây, chỉ có 900 thôi nha, đầy đủ sọ khỉ cho anh em luôn. Đây, thấy không, rất là đẹp luôn ha. Thì bộ này nguyên bộ ghi đông cùng luôn, ghi đông cùng của Quay Thái 110 nha, ốc số 10 nha anh em, ốc về ốc số 10 nha. Đó này, thấy chưa. Đấy, thì nguyên bộ này luôn, cùng công tắc là đang sử dụng ngon lành nha. Thì cái bộ cùng này hôm nay thì người ta bán đã khoảng 600-700 ngàn rồi, tính ra là cái cây ghi đông mà nó còn có 200-300, rất là rẻ. Mà nguyên bộ này là về là xài liền nha anh em. Nè anh em thấy đẹp ha, không có bị hàn đáp gì hết á. Đó, nước sơn nguyên bản luôn. Này là đã không có vệ sinh gì để vậy bán luôn nha. Đại giá là 900. Thì anh em chúng ta lấy về là anh em lên xe thôi, ngon lành cành đào nha. Giá rẻ nha anh em. Ok, giá này là giá của 4 năm trước rồi. Rồi, tiếp theo là một cái cây ghi đông Dream Thái nè. Cây này nó như mới luôn. Đây, thấy lông đèn và ốc đắp chơi chấm sơn nè, thấy chưa, rất là đẹp. Đó, bao tay luôn, còn bao tay cho anh em luôn, cặp bao tay này. Rồi đây, quay lại coi này, coi sọ khỉ này, sọ khỉ rất là mới nha. Đó, chốt khóa này kia đầy đủ cho anh em nha. Thì ghi đông Dream Thái thì anh em biết rồi, cũng không có gì để nói nhiều cho anh em đâu. Ghi đông Dream Thái thì nó là dạng huyền thoại rồi. Đây, các ốc lẫy này kia của nó là còn nguyên hết nha. Đây, mấy cái bát móc này kia của nó là còn này. Cái bát móc này là nó dễ gãy đâu anh em, thành ra là mấy cái cây ghi đông mà nó còn như vậy rất là đẹp. Thì sơn của nó cực kỳ đẹp nha anh em, sơn của cây này nó rất là đẹp này, bóng đẹp đó. Và ốc thì sáng, ốc số 10 nha, ốc số 10 luôn, ốc này rất là mới nè. Đó, đây sọ khỉ mới tinh cho anh em luôn. Rồi thì bộ này là bán cho anh em giá của nó sẽ là 800 nha. Nè, nó lấy ghi đông Dream Thái thì liên hệ với mình. Và cuối cùng là một cây gác chân 2 tầng, cây này gác chân 2 tầng của Quay Thái 110 nha anh em. Cái chân 2 tầng với 210 mới đã không xe ra là cũng không có vệ sinh gì, ốc là ốc số 10 luôn này. Đây, ốc là ốc số 10 luôn nha anh em nha. Đó, thấy chưa. Đấy, thì giá cây này là 550 nha, bị gác chân 2 tầng với 210. Đó, anh em nào chúng ta lấy thì liên hệ với mình, mình để giá cực tốt cho anh em luôn. Cho nên là anh em là lấy về là sử dụng liền nha, không có làm cái gì hết á. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình nha. Thì nói chung là đầu tháng, thì đầu tháng mới ha, tháng 10 ha, cho nên là mình cũng lên những clip mà sản phẩm giá nó tốt như vậy để anh em mình chúng ta chốt nhanh gọn lên ha. Đầu tháng thì anh em chốt nhanh gọn thì nó cái giá này nó tốt thì anh em chốt liền được, chứ không có phải suy nghĩ đắn đo gì hết nha. Thì anh em là có nhu cầu liên hệ mình, gác chân 2 tầng 550 này, ghi đông Dream Thái chỉ có 800 thôi, ghi đông cùng với 210 thì chỉ có 900 ngàn thôi. Anh em đã chốt liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.